Năm 2021, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, gọi tắt là PAPI của tỉnh Hưng Yên, nằm trong nhóm cao nhất toàn quốc, đứng thứ 5 trên 63 tỉnh và thành phố, tăng tới 39 bậc so với năm 2020. Kết quả này là sự phản ánh khách quan về các giải pháp đồng bộ mà tỉnh Hưng Yên đã và đang triển khai trong việc nâng cao hiệu quả điều hành của bộ máy chính quyền, đáp ứng sự hài lòng của người dân. Với tổng điểm đạt 45,36, tăng 3,2 điểm so với năm 2020, đã đưa Hưng Yên xếp hạng tăng từ thứ 44 lên thứ 5 và là một trong những tỉnh có sự thăng hạng vượt bậc trong bảng xếp hạng chỉ số PAPI toàn quốc năm 2021. Trong 8 chỉ số nội dung PAPI, Hưng Yên có 7 trên 8 chỉ số đều tăng điểm và có 5 trên 8 chỉ số nằm trong nhóm các tỉnh thành phố đạt điểm cao nhất toàn quốc. Đáng chú ý là chỉ số cung ứng dịch vụ công của tỉnh đạt cao tới 8 điểm, tăng 1 điểm so với năm 2020. Đến nay, trên cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa của tỉnh Hưng Yên đã cung cấp 929 trên 1.912 thủ tục hành chính công trực tuyến đạt mức độ 4, tăng gần 450 thủ tục so với năm 2020. Cùng với việc chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ phục vụ và trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức viên chức, việc giải quyết các thủ tục hành chính cũng được các sở ngành địa phương từ tỉnh đến cấp huyện, xã đẩy mạnh thực hiện theo hình thức trực tuyến, rút ngắn thời gian, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Tôi thấy là cái thủ tục cấp giấy phép xây dựng tại thời điểm hiện tại so với trước đơn giản hơn rất nhiều. Và cái điều mà chúng tôi rất là bất ngờ là theo quy định của luật thì phải 20 ngày thì mới là cái thời hạn ra cái giấy phép xây dựng. Tuy nhiên là chỉ trong 5-7 ngày thì chúng tôi đã nhận được cái thông báo có kết quả, giúp cho chúng tôi là giảm được các cái khâu thủ tục về hành chính, giảm được cái chi phí về thời gian. Hài lòng nhất là chúng tôi được bàn và được biết tham gia vào các cái chính sách phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và của địa phương. Các cái thủ tục hành chính được công khai niêm yết tại các cơ quan hành chính nhà nước. Chế độ một cửa và một cửa liên thông thì được cán bộ công chức giải quyết rất kịp thời. Các thủ tục nhanh gọn, đáp ứng được cái yêu cầu mà nhân dân mong đợi. Tỉnh thì cũng đã rất quan tâm đến cái chế độ chính sách với người nghèo, cận nghèo, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt. Những năm trước, chỉ số PAPI của tỉnh Hưng Yên chỉ xếp ở nhóm trung bình của cả nước. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp các ngành địa phương quyết liệt tập trung triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả điều hành của bộ máy chính quyền, thay đổi nhận thức về hành chính công, tạo mối quan hệ mật thiết giữa chính quyền và người dân. Mặt trận tổ quốc các cấp trong tỉnh cũng chủ động phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ ở địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận trao đổi và giải đáp kịp thời có hiệu quả những khó khăn vướng mắc trong các hoạt động đời sống của nhân dân. Cùng với việc nâng cao cái năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thì tỉnh cũng là luôn là quan tâm đến cái nhu cầu chính đáng của người dân trong quá trình tiếp cận với các cái dịch vụ phục vụ đời sống, phân công giao trách nhiệm cho từng sở ngành, cơ quan, đơn vị và đến cấp huyện và đến cấp xã. Đồng thời với cái việc giao nhiệm vụ thì gắn cái trách nhiệm tổ chức thực hiện, đặc biệt nêu cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường việc kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện thông qua cái phản ánh, cái ý kiến người dân, thông qua cái kiểm tra đánh giá cái việc thực hành các nhiệm vụ của cán bộ các cấp, và từ đó thì cái điều chỉnh trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo cho nó sát hợp với cái thực tế tình hình. Đến cái thời điểm này, nhận thức của bộ máy công quyền hay nói cái đi hệ thống chính trị nói chung á đã nhận thức đúng cái việc là cần phải nâng cao cái hiệu quả quản trị chi công và phục vụ cái nhu cầu, cái nguyện vọng của người dân cũng như là cái xu thế phát triển thế xã hội nói chung. Chỉ số PAPI của Hưng Yên năm 2021 tăng tới 39 bậc cho thấy đây thực sự là bước đột phá, phản ánh khách quan về các giải pháp đồng bộ mà tỉnh Hưng Yên đã và đang nỗ lực triển khai trong việc nâng cao hiệu quả điều hành của bộ máy chính quyền, đáp ứng sự hài lòng của người dân.